cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần tuyên truyền bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp nhận các bài dự thi gồm bản in và file mềm tại Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương và Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2022. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 6, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh do Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Công binh làm trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin với đoàn về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quá trình triển khai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của dự án trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, khơi thông mạch phát triển của tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 22.691 tỷ đồng. Theo cơ cấu nguồn vốn tham gia trong dự án, giai đoạn 1, vốn do nhà đầu tư huy động 6.694 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước là 6.580 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 2.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.080 tỷ đồng. Giai đoạn 2, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác 9.516 tỷ đồng. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn là 1.263 tỷ đồng. Tỉnh Cao Bằng đã chủ động điều chỉnh nguồn vốn của 22 dự án, để dồn toàn bộ nguồn lực cho dự án đường cao tốc, điều chỉnh tăng nguồn vốn ngân sách địa phương từ 2.500 tỷ đồng lên 4.080 tỷ đồng và tích cực làm việc với các đối tác để khơi thông những vướng mắc về phương án tài chính, hoàn thiện các thủ tục lập trình hội đồng thẩm định liên ngành, hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Với những nỗ lực của tỉnh, đến nay dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã cơ bản hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tỉnh Cao Bằng mong muốn Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh phối hợp với tỉnh trong quá trình tư vấn khảo sát thiết kế, rà phá bom mìn vật liệu nổ, đảm bảo thực hiện dự án. Đồng chí Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh đã giới thiệu về quá trình xây dựng và phát triển, chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Công binh, khẳng định những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng đã có bước phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt, dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng là một trong những dự án quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết 11 NQTU ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xác định nhiệm vụ rà phá bom mìn là một trong những nhiệm vụ quan trọng thời bình với chức năng nhiệm vụ của mình. Bộ Tư lệnh Công binh sẽ phối hợp với tỉnh thực hiện tốt công tác khảo sát, rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn hiệu quả trong quá trình triển khai dự án. Trước đó, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh của Người, đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước. Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Đội Nhi Đồng Cứu Quốc và mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại khu di tích lịch sử Kim Đồng, xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Ngày 23 tháng 6, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo tại kỳ họp, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, huyện Hà Quảng cơ bản đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách thu nội địa 6 tỷ 533 triệu đồng, đạt 20,5% so với dự toán tỉnh giao. Hiện số hộ nghèo của huyện còn 5.452 hộ, chiếm 38,92%. Số hộ cận nghèo là 1.643 hộ, chiếm 11,73%. Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 11,5 tiêu chí một xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8 tỷ 778 triệu đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Huyện đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát được 293 hộ, đạt 53,3% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được đáng khích lệ, vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Đó là tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu ngân sách đạt thấp. 6 tháng cuối năm, huyện Hà Quảng cần phải xác định rõ nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Tôi đề nghị là Ủy ban dân huyện, cho đến Ủy ban dân các xã, thị trấn trong huyện phải rà soát lại ngay từng chỉ tiêu kế hoạch. Rà soát lại ngay từng chỉ tiêu kế hoạch. Đấy, mười mấy hai mươi chỉ tiêu ấy rà soát lại. Trên cơ sở đó bổ sung giải pháp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thậm chí là từng người để chủ trì, để phụ trách hoàn thành các chỉ tiêu đó. Thì việc thu ngân sách phải ra là chỉ tiêu giao là người này mới thu được người này, số còn lại thu ở đâu, ai chủ trì và chịu trách nhiệm chính việc này, lãnh đạo là ai, tham mưu là ai, mà không xong là không hoàn thành nhiệm vụ, không xong là gắn với đánh giá kiểm điểm cuối năm mới đến cái độ gọi là quyết tâm quyết liệt là như vậy. Thì từ huyện cho đến xã phải làm cái việc này đầu tiên, một là phải triển khai đồng bộ quyết liệt ngay từ đầu các cái chương trình mục tiêu quốc gia lớn trên địa bàn. Đây là ba chương trình rất lớn mà chúng ta triển khai từ nay cho đến 2025, thậm chí một số chương trình còn những năm tiếp theo nữa. Nguồn lực chủ yếu để phát triển huyện, để thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện đi lên chính là từ các chương trình này. Và vì vậy đề nghị các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp thường xuyên là Ủy ban dân huyện, phải nghĩ đến là phải dùng nguồn lực từ các chương trình này thế nào, làm việc gì đưa vào đâu để chúng để đúng và để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Hà Quảng rà soát lại kế hoạch các nguồn vốn được giao năm 2022, qua đó giao chỉ tiêu vốn bố trí đầu tư cho các lĩnh vực. Trên cơ sở đó tăng cường giám sát, kiểm tra đôn đốc thực thi các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Với kết quả thu ngân sách trên địa bàn mới đạt hơn 20% kế hoạch, đồng chí đề nghị huyện Hà Quảng cần tìm nguyên nhân hạn chế tồn tại. Ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cần tính toán kỹ lưỡng các giải pháp khắc phục để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Hà Quảng cần quán triệt tinh thần chỉ đạo nghị quyết 05 của tỉnh ủy về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025. Đây là định hướng lớn, phấn đấu đến năm 2022, huyện Hà Quảng sẽ thoát khỏi huyện nghèo. Do vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng nông thôn mới, về đầu tư hiệu quả các chương trình, về di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, tất cả hướng đến mục tiêu chung, thực hiện thắng lợi nghị quyết 05 của tỉnh ủy.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tiến hành họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Cuộc họp thực hiện thẩm tra các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 97%, thu xuất nhập khẩu đạt 1.892%, gấp 18 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP ước đạt 5,46%, tăng 1,23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn trên địa bàn và tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng so với đầu năm. Kinh doanh thương mại dịch vụ có tín hiệu tích cực, dịch vụ du lịch có dấu hiệu phục hồi, số lượt khách quốc tế tăng cao, tăng 220%. Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh còn những hạn chế, như một số cơ sở sản xuất công nghiệp chưa hoạt động trở lại hoặc tạm dừng hoạt động do thiếu nguyên liệu, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước, hoạt động xuất khẩu còn nhiều hạn chế, nợ xấu tăng so với đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, Cao Bằng tụt hạng trên một số bảng xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ nguyên nhân chủ quan còn tồn tại trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn thu ổn định, bền vững, vấn đề phục hồi ngành kinh tế công nghiệp khai khoáng, đánh giá kết quả thực hiện các đề án nông nghiệp thông minh, một số dự án nông nghiệp trọng điểm, vấn đề thực hiện các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giải pháp cải thiện chỉ số CPI của tỉnh, cùng một số vấn đề khác. Phát biểu kết luận, trưởng Ban Kinh tế Hội đồng Nhân dân tỉnh La Văn Hồng đề nghị các sở ngành làm rõ thêm một số nội dung các báo cáo. Các báo cáo cần cô đọng, xúc tích, nhất là việc triển khai các đề án như đề án nông nghiệp thông minh, phát triển mở rộng các sản phẩm ô cốp mới, các chính sách ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò sữa, thiết lập các vùng xanh trong hoạt động xuất nhập khẩu. Các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu để sửa đổi bổ sung, đánh giá cụ thể các lĩnh vực trọng điểm, công tác chỉ đạo điều hành, để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục cuộc họp thẩm tra nhóm dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và giai đoạn năm 2021-2025, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và mức thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Cuộc họp tiến hành thẩm tra dự thảo tờ trình nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh. Theo đó điều chỉnh giảm 212 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 còn 10.716 tỷ đồng. Thẩm tra nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 với nội dung điều chỉnh giảm vốn của 19 dự án, bổ sung tăng kế hoạch vốn của 17 dự án. Về nội dung này, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, nhất là việc phân bổ nguồn vốn đầu tư khu du lịch Thác Bản Dốc. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà đầu tư đã ứng trước, điều chỉnh giao bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn hạch toán tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được đối trừ vào tiền thuê đất cho cấp tỉnh, các huyện, thành phố để thực hiện ghi thu, ghi chi với số tiền 16 tỷ đồng.
nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh đối tượng áp dụng. Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bao gồm quỹ tín dụng nhân dân, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Tiếp thu các ý kiến tham góp tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành chuyên môn tiếp tục bổ sung hoàn thiện số liệu nội dung các dự thảo nghị quyết gửi ban tổng hợp trình kỳ họp. Ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tiến độ triển khai thi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Sau 2 năm tổ chức lễ động thổ, đến nay dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao đang thi công hạng mục san lấp mặt bằng đạt trên 50% tiến độ, xây tường rào bao quanh. Sau khi thi công xong hạng mục san lấp mặt bằng, tập đoàn TH sẽ xây dựng trang trại và xây dựng nhà máy chế biến sữa. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà thầu, chủ đầu tư khẩn trương thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ. Đối với huyện Quảng Hòa, cần phối hợp với chủ đầu tư trong việc giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt công tác đền bù, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai dự án. Ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác điều tra 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các phòng, huyện, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan cảnh sát điều tra đã có nhiều giải pháp, biện pháp liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, trong đó đã khám phá 135 vụ, 229 đối tượng, tỷ lệ điều tra đạt 95,7%. Nổi lên là tội phạm giết người với 7 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tội phạm hiếp dâm, xâm hại người dưới 16 tuổi vẫn diễn ra phức tạp. Các tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, môi giới mại dâm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, lên tới 42,6% trong cơ cấu tội phạm. Về tội phạm kinh tế đã phát hiện bắt giữ 98 vụ, 115 đối tượng, giảm 42 vụ, bằng 31% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó điều tra khám phá 2 vụ, 9 bị can về tội tham ô tài sản, 1 vụ, 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lực lượng công an các cấp đã phát hiện bắt giữ 181 vụ, 260 đối tượng, thu giữ 25 bánh heroin, 5.905 gram ma túy tổng hợp, 2.046 gram thuốc phiện, phá nhổ 30.079 cây thuốc phiện, khởi tố 152 vụ, 225 bị can. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận biểu dương những thành tích mà lực lượng cảnh sát điều tra các cấp đã đạt được. Đồng chí yêu cầu Công an các đơn vị cần làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động dự báo, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp đề ra giải pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, phát huy vai trò của công an xã chính quy trong phòng chống tội phạm, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và công tác truy tìm, truy nã tội phạm, chủ động tích cực trong công tác phối hợp với các ngành liên quan nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội so với năm 2019. Sáng ngày 23 tháng 6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 513 NQ-QUTU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, giai đoạn năm 2013-2022. Sự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, Trung đoàn 852. 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp các nghị quyết về công tác tài chính quân đội đề ra. Toàn lực lượng đã phát huy hiệu quả các nguồn lực bảo đảm công tác tài chính cho các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, nhiệm vụ diễn tập xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,
chủ động làm tốt công tác dự toán, tiếp nhận, phân bổ các nguồn ngân sách theo đúng quy định có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, cả thường xuyên, đột xuất. Lãnh đạo công tác quản lý chấp hành dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ. Lãnh đạo công tác bảo đảm tài chính cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đầu tư xây dựng các công trình, dự án, bảo đảm tốt các chế độ chính sách quân đội và hậu phương quân đội, bảo đảm các chế độ thanh quyết toán các nguồn kinh phí quốc phòng, kinh phí địa phương, thanh toán các chế độ cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, theo đúng các thủ tục, nguyên tắc tài chính. Thông qua các hoạt động này, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1 đã biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang, đồng thời đề nghị Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tài chính của đơn vị, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết 513 về công tác tài chính quân đội. Đoàn công tác của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đến kiểm tra tình hình hoạt động chính sách tín dụng tại huyện Hạ Lang. Đoàn đến kiểm tra nắm tình hình sử dụng vốn vay tín dụng chính sách tại một số hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và làm việc với Ban giảm nghèo xã Thống Nhất. Qua kiểm tra cho thấy các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. 5 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang có tổng nguồn vốn trên 167,2 tỷ đồng, tăng trên 20,9 tỷ so với cuối năm 2021. Doanh số cho vay đạt trên 37,5 tỷ đồng với 610 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt trên 17,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng 116,3 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 14,6%, giải ngân đạt 72,9% kế hoạch, chất lượng tín dụng xếp loại tốt. Giao dịch tại xã, tỷ lệ giải ngân đạt 99,2%, thu nợ đạt 98,67%, thu lãi đạt 96,94%. Giải ngân theo nghị quyết số 11 của Chính phủ đạt 40,9% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay qua 107 tổ tiết kiệm và vay vốn trên 165,9 tỷ đồng, chiếm 99,8%. Đánh giá cao ghi nhận kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang, đoàn công tác đề nghị huyện tiếp tục bám sát các văn bản liên quan, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội, khẩn trương kiện toàn thành viên Ban đại diện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu tín dụng giao cho các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch phân bổ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã xử lý các khoản nợ rủi ro, tăng cường hiệu quả phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức vòng chung khảo hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 với sự tham gia của 10 thí sinh là bí thư các chi bộ trực thuộc. Kết thúc hội thi, Ban giám khảo, trưởng ban tổ chức đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những nỗ lực cố gắng sáng tạo của các đồng chí bí thư chi bộ tham gia dự thi, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế còn tồn tại nhằm rút kinh nghiệm trong các cuộc thi sắp tới. Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống. Hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc, tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đi nắm tình hình việc trả lời và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các phường xã. Tại các phường Hợp Giang, Sông Hiến, Tân Giang, Sông Bằng, Ngọc Xuân và xã Vĩnh Quang, trước đó cử tri phản ánh về một số bất cập trong đầu tư nâng cấp một số tuyến đường, công trình thoát nước khu vực đô thị, việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch tại các khu dân cư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số vấn đề liên quan đến quản lý các hoạt động văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường.
Sau khi kiểm tra nắm tình hình thực tế, đoàn công tác đề nghị các phòng chuyên môn cần làm rõ hơn các vấn đề mà cử tri nêu, nhất là trách nhiệm của chính quyền cơ sở và phòng ban chuyên môn của thành phố, thông qua khảo sát nhằm xem xét đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả trả lời và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Chiều ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 145 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đạt 25,8% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, số thu không bao gồm tiền sử dụng đất là 95,2 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch, bằng 85,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 15 tháng 6, thành phố chỉ có 3 khoản thu đạt và vượt tiến độ, gồm thu khác ngân sách đạt 130% kế hoạch, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 74% kế hoạch, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 54,9%, còn một số khoản thu đạt thấp. Sau rà soát đánh giá các nguồn thu, sắc thuế cũng như thời gian áp dụng các chính sách miễn giảm thuế, dự kiến năm 2022, thành phố hụt thu ngân sách 46 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã thảo luận phân tích thuận lợi khó khăn, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể, giảm thu do thực hiện các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ và phục hồi sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp tăng thu, giao Ủy ban Nhân dân 11 phường xã khẩn trương kiện toàn Hội đồng Tư vấn Thuế xã phường, rà soát các nguồn thu, địa chỉ thu, tránh thất thu. Các đơn vị phối hợp với cơ quan thuế, đôn đốc xử lý, thu nợ đọng thuế, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định. Mới đây, đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam do tiến sĩ Bùi Thị Bích Lan, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học làm trưởng đoàn, có buổi tọa đàm khoa học với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa về bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 28 cơ sở lưu trú du lịch đã được thẩm định xếp hạng với 500 phòng nghỉ, đảm bảo tiêu chuẩn đón khách. Huyện đã lập đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xác định 20 điểm du lịch trọng điểm để đầu tư. Trên địa bàn huyện có làng nghề rèn, làng nghề làm hương phia thắp, làng nghề làm giấy bản quốc dân đều của xã Phúc Sen, làng nghề đường phên bó tờ thị trấn Hòa Thuận. Huyện có 3 di sản được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm lễ hội Nàng Hai, xã Tiên Thành, nghề rèn dao xã Phúc Sen, lễ hội tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên. Bên cạnh đó, huyện còn có nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Tại xã Bế Văn Đàn là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút khách du lịch tham quan. Huyện đã triển khai đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác một số điểm du lịch cộng đồng, khu vui chơi giải trí. Hiện còn có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn chưa được khai thác. Đoàn công tác Viện Dân tộc học đã trao đổi một số kinh nghiệm trong việc đầu tư, bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn huyện. Đa số các đại biểu nhận định Quảng Hòa có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian tới, huyện Quảng Hòa cần phát triển thêm cơ sở hạ tầng, đầu tư nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách. Phát triển du lịch phải có quy hoạch tổng thể, có chiến lược lâu dài, liên kết du lịch theo tuyến giữa huyện và các vùng khác, có các sản phẩm du lịch phù hợp với xu thế du lịch trải nghiệm, định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong đó nhấn mạnh việc đầu tư bảo tồn tôn tạo cần lưu giữ bản sắc riêng của dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, qua đó thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với thông điệp hưởng ứng hành trình đỏ năm 2022, sẻ giọt máu đào kết nối yêu thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng quản lý thị trường, mùng 3 tháng 7 năm 1957, mùng 3 tháng 7 năm 2022. Trong những năm qua, Cục Quản lý Thị trường Cao Bằng đã tích cực tuyên truyền vận động và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện do các cấp ngành phát động.
tham gia đợt hiến máu tình nguyện lần này gồm 67 công chức và người lao động. Kết quả đã hiến được 25 đơn vị máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động, góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Tại huyện Quảng Hòa, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cho bí thư chi bộ, trưởng xóm trên địa bàn xã Cách Linh. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe nội dung cơ bản về luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu để cải thiện khả năng thích ứng, các chính sách, văn bản quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Hội khuyến học thành phố đã sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa nhiệm kỳ 2019-2024 và công tác 6 tháng đầu năm 2022. Thời gian qua, Hội khuyến học của thành phố đã tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội và hội viên. Hội khuyến học thành phố, các xã phường, các chi hội đã quyên góp gần 700 triệu đồng tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao. Ban chấp hành hội đã vận động các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân quyên góp 546 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học thành phố. Các cấp hội khuyến học đã đánh giá công nhận các mô hình học tập. Theo đó, có 110 tổ xóm được công nhận là cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 93,2%. Nhân dịp này, hai cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, mở cuộc vận động tập trung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Khánh Xuân. Là xã biên giới, Khánh Xuân có đường biên giới với Trung Quốc dài gần 8 km, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều thôn xóm chưa có đường giao thông và điện lưới quốc gia. Trong năm qua, phát hiện ngăn chặn một vụ, 3 đối tượng tổ chức đưa dẫn người nhập cảnh trái phép, 8 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, 46 công dân nhập cảnh trái phép, phát hiện xử lý 4 vụ 7 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, tăng 3 vụ 6 đối tượng so với năm 2020. Là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, huyện Bảo Lạc triển khai cuộc vận động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Phấn đấu 100% hộ dân được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các hộ dân đều ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, kéo giảm tình hình tội phạm, tích cực tham gia công tác phòng ngừa tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng củng cố ít nhất một mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tự bảo vệ, tự hòa giải. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế. Tuy nhiên, quý 2, cùng với việc mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế xã hội, kéo theo hoạt động giao thông cũng tăng. Tính chung 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí. Cụ thể, theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người tử vong, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 8 vụ, tăng 29,6%, tăng 1 người chết, tăng 7,1%, tăng 14 người bị thương, tăng 43,8%. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bố trí 4.340 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 15.525 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phát hiện và xử phạt 5.450 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 374 trường hợp, tạm giữ 1.424 phương tiện. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều tăng so với cùng kỳ năm 2021 là do ý thức tự giác tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn chưa cao. Có đến 60% các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường. 20% do vượt xe sai quy định, còn lại là các lỗi vi phạm khác. Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông lại mỏng, nên hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát chỉ đạt mức độ nhất định. Sau tháng cuối năm 2022, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ
về ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.